Dạ chào quý anh chị khách hàng và quý nhà đầu tư. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đến dự án Nhân Hội New City nói chung và phân khu 9 Kỳ Co Gateway nói riêng. Vì anh chị quan tâm đến dự án này nên mới vào xem video của em đúng không ạ? Và như mọi khi thì em Tuyền lại có mặt ngay tại dự án này và để truyền tải đến quý anh chị những cái thông tin mà những hình ảnh mà nó chân thực nhất, nó sắc nét nhất. Hôm nay em Tuyền hiện đang đứng ở đây là công viên ánh sáng của phân khu 9. Công viên ánh sáng này thì hiện tại đã được hoàn thiện 100% về mặt thiết kế cảnh quan là cây xanh, đèn chiếu sáng và lề đường thì cũng rất là mới, rất là đẹp quý anh chị. Khi mà dự án hình thành á, thì công viên ánh sáng này là trục công viên chính của phân khu chính này và được thiết kế theo kiến trúc của châu Âu, cho nên là sẽ rất là tinh tế và sang trọng, kết hợp với cái cảnh sắc thiên nhiên như thế này nữa thì còn gì tuyệt hơn đúng không ạ? Và để quý anh chị hình dung rõ hơn là dự án ở đây thì một lô đất nó sẽ như thế nào và giá bán ra làm sao thì em Tuyền sẽ đi review chi tiết một lô để quý anh chị xem tham khảo ạ. Hiện tại thì em Tuyền đang đứng ở lô BT0711 là lô biệt thự của phân khu 9 quý anh chị. Và lô này thì có vị trí rất là đẹp. Khi mà sở hữu mặt tiền là mặt tiền đường trục đường Nhân Lý. Đây là trục đường duy nhất dẫn vào khu nghỉ dưỡng FLC, sân golf và sở thú Safari. Dự án này thì chỉ nằm cạnh các tiện ích khu nghỉ dưỡng mà em Tuyền vừa kể thôi ạ, sát cạnh luôn. Và chỉ cách khu du lịch Kỳ Co Eo Gió chỉ 2 km là quý anh chị di chuyển mất 5 đến 10 phút. Thì bên trái của cái lô này về cái mặt tiền đường sẽ là giao lộ giữa trục đường Nhân Lý và quốc lộ 19B. Quốc lộ 19B thì được xem là cao tốc nối thẳng đến cảng hàng không Phù Cát. Quý anh chị chỉ di chuyển đến nó hơn 20 phút thôi. Như vậy thì về cái vị trí thì lô này rất là đẹp để sau này mình kinh doanh nhà hàng khách sạn ạ. Bởi vì là nó nằm trên cái trục đường duy nhất dẫn vào các cái địa điểm mà em Tuyền nói thì khách tham quan sẽ đi qua đây rất là nhiều và sau này sẽ ghé lại đây lưu trú này và vui chơi giải trí. Thì sở hữu một lô này mình ở nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời mà xây dựng nhà hàng khách sạn để kinh doanh thì không còn gì bằng ạ. Hiện tại thì tập đoàn Danh Khôi có nhiều chương trình ưu đãi dành cho quý khách hàng chốt mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 này. Và các ưu đãi em Tuyền sắp kể tới đây sẽ hết đóng chương trình vào ngày 20 tháng 2. Cho nên quý anh chị nhanh tay quý anh chị nha. Với lô BT này thì quý anh chị sẽ được nhận 3 lượng vàng tương đương với 180 triệu và được trừ trực tiếp vào giá bán của sản phẩm. Và ngay khi quý anh chị chốt cọc thành công thì mình cũng sẽ được nhận 5 chỉ vàng tương đương với 30 triệu được trừ trực tiếp vào sản phẩm ạ. Và điều đặc biệt nữa là khi quý anh chị xây dựng thì lô BT này mình sẽ được hỗ trợ 100 triệu nữa. Hy vọng là những cái thông tin em Tuyền gửi đến quý anh chị và với vị trí lô đất đẹp như thế này thì quý anh chị sẽ liên hệ em Tuyền để nhận bảng giá chính xác từng con số lẻ. Là một trong 5 tỉnh thành phố hạt nhân của duyên hải miền Trung, Quy Nhơn, Bình Định đang chuyển mình ngoạn mục thu hút vốn đầu tư trong nước và quốc tế. Đặc biệt với sự cộng hưởng về hạ tầng, kinh tế, xã hội, nơi đây đã tạo nên động lực tăng trưởng kinh tế du lịch hấp dẫn. Trong đó, khu kinh tế Nhơn Hội thuộc bán đảo Phương Mai được xem là trung tâm và động lực tạo đột phá kinh tế, xã hội của địa phương này. Thỏa mãn cả điều kiện về mô hình Landcation và vị trí đắc địa trên quốc lộ 19B của bán đảo Phương Mai, đất nền Nhân Hội New City với mức giá chỉ từ 2 tỷ 390 triệu trên một nền, trở thành một viên ngọc quý giữa Quy Nhơn, mở ra tiềm năng sinh lời bền vững cho tất cả các nhà đầu tư khi dự án được lấp đầy bởi đông đảo các gia đình trẻ, lực lượng lao động tri thức, chuyên gia, khách du lịch đến sinh sống và nghỉ dưỡng dài ngày. Nếu quý anh chị quan tâm đến lô BT0711 hoặc là bất kỳ một lô nào khác có nhu cầu quan tâm đến dự án, gửi bảng giá và sơ đồ phân lô chi tiết nhất đến quý anh chị ạ. Em Tuyền xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị vào các video lần sau. Lời chưa nói, anh thả vào trong cơn gió ngăn gối bên trời. Tình yêu đó, chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều. Liệu rằng em còn ai đưa